Say trên bàn nhậu. Nào anh Tử, chúng ta chả mấy khi có dịp ngồi với nhau như thuở hạng vi. Hôm nay nhân bữa cơm rượu này, chúng ta cùng hàn huyên chuyện cũ. Đúng vậy, quả là giờ chúng ta đều quá bận rộn mà quên mất nhau. Tôi kính anh. Anh Tử này, kể từ ngày anh rời làng đi, chúng ta mất tin nhau. Giờ anh trở về làng, tôi mừng lắm. Nay trở về thấy vợ chồng anh mạnh khỏe và con cái đã lớn đều học hành tới chốn, tôi cứ ngỡ anh không còn nhận người bạn hàng vi như tôi. Sao anh lại nói thế? Chúng ta là bạn và mãi là bạn. Thấy vợ chồng anh trở về mà như vậy, nói anh đừng hiểu lầm. Vợ chồng tôi muốn giúp hai vợ chồng chút vốn gây dựng lại. Anh đừng làm vậy, tôi hiểu lòng của vợ chồng anh, nhưng tôi muốn tự tay làm lại. Không giấu gì anh, vợ chồng chúng tôi có gom góp được chút vàng vốn và để tới khi nào cháu lập nghiệp sẽ để cho cháu dùng, nhưng mà nay chưa dùng tới nên có đúc thành con rùa này. Thật sự chúc mừng anh, tôi thật không thể ngờ anh lại trở nên khấm khá như thế này. Hôm nay hai chúng ta nhất định phải uống cho say. Mẹ ơi, con đi học xa nhà đã lâu, nay các bạn thuở thiếu thời đã không có mấy tin tức. Thầy mẹ cho con đi đó đây để thăm các bạn. Sau này con cũng muốn có những tình bạn như cha và bác Tử đây. Mẹ thấy con nói cũng phải, con hãy lên nhà xin phép cha. Vâng, con cảm ơn mẹ. Mình ơi, chết rồi. Sao thế, ai chết? Không thấy con rùa vàng đâu. Hôm qua mình có cất không? Em làm sao mà biết được? Bấy lâu nay mình vẫn cất trong tủ khóa lại, sao nay lại mất kia chứ? Hôm qua tôi có lấy ra khoe với bác Tử, có ý muốn để cho bác mượn làm vốn, nhưng bác ấy từ chối, sau đó say quá ngủ quên luôn, không còn nhớ gì cả. Đang yên đang lành lại bỏ ra khoe, giờ thì sướng chưa? Thì tôi cũng có ý gì đâu, với lại bác Tử vốn xưa nay vẫn tốt tính. Để tôi tìm lại xem, chắc tôi để đâu đó rồi quên thôi. Chúng ta đã tìm biết bao lâu nhưng đâu có thấy. Tôi không nghi ngờ bạn của mình, nhưng mình nên hỏi lại bác ấy xem lúc về bác ấy có cầm về nhà bên đó hay không. Không đâu, bác Tử sẽ không cầm về, mà tôi mặt mũi nào dám hỏi. Khác nào mình thấy người ta nghèo mà đổ váy cho họ. Mình lựa lời mà hỏi thôi, nếu bác ấy thật bụng tốt á, thì cũng không trách móc gì đâu. Nhưng không sao đâu, không có thì thôi, còn nếu có thì cho bác ấy vay làm vốn. Hôm qua tôi say quá, bác về cũng không tiễn bác cẩn thận được. Bác đã tỉnh hẳn chưa? Tôi tỉnh rồi, không ngờ hôm nay được đón bác sang nhà chơi. Bác ngồi chơi một lát, để tôi thịt con gà, mâm cơm rồi chúng ta trò chuyện nhé. Tôi ngồi uống nước thôi, cơm nước để khi khác đi ha. Mà bác Tử này, hôm nay tôi sang đây cũng có chuyện muốn hỏi lại bác. Có chuyện gì nghiêm trọng thế? Tôi nghe đây. Chuyện là hôm qua tôi có mang ra con rùa khoe với bác ấy, không biết bác về có cầm về cho bác gái bên nhà coi không. Hôm qua tôi về nhưng anh vẫn còn đang say giấc, tôi không nỡ đánh thức. Tôi có cầm con rùa về nhưng chưa hỏi bác, định vài bữa mang sang. Ôi, vậy mà tôi cứ tưởng bác cứ giữ lại chơi vài ngày rồi mang sang cho tôi cũng được. Tôi xin phép về bên nhà còn phụ vợ hàng quán. Mình không lấy sao mình lại nhận? Họ thấy mình nghèo, nghi cũng phải thôi. Mà lúc ấy có mình tôi, chẳng nhẽ mình lại chối. Em nghe hết chuyện rồi, giờ không có thì lấy đâu ra trả bác ấy? Giờ bán hết nhà cửa cũng không đủ trả, nên giờ vợ chồng mình sang xin ở cho nhà phú trưởng, miễn sao đủ 5 lạng vàng đút rùa cho nhà bác ấy. Mấy năm nay anh về làng đến mùa lại làm thuê cho nhà ta. Ta rất quý tính chịu khó cẩn trọng của hai vợ chồng, nhưng hà cớ nào mà anh lại bán nhà cửa cho ta, lại còn xin ở đỡ nữa. Chẳng dám giấu ông, ta giúp anh vì tấm lòng anh lương thiện, chứ không bắt vợ chồng anh ở làm công cho ta. Anh cầm vàng và về đi, khi nào có mang tới trả ta.
Tuy phú trưởng không bắt hai vợ chồng phải ở đợ làm công, nhưng Tử không đồng ý, vẫn khăng khăng quyết tới làm công trả nợ cho nhà phú trưởng. Thưa cha, con đi chơi ít ngày, có mang con rùa của cha đi để khoe với bạn. Ngày đi con thấy cha và bác Tử ngủ nên không đánh thức cha mẹ. Trời ơi, tôi xin lỗi anh. Anh cũng vì tình bạn chúng ta mà phải chịu thiệt thòi nhẫn mình cầm. Cảm ơn ông, nay chúng tôi đã biết chuyện. Tôi xin được trả lại số vàng cho ông và xin ông xóa nợ cho vợ chồng anh Tử đây để anh ấy về nhà. Mọi người có tình bạn thật đáng quý hiếm. Anh Phu đâu có mượn vàng ta mà trả. Còn vợ chồng anh Tử đây, ta giúp anh ấy chứ không hề bắt nợ giữ lại, nên anh ấy có thể đi bất cứ lúc nào. Cái cân thủy ngân. Ngày xưa, ở một thị trấn nọ, có hai vợ chồng nọ làm nghề buôn bán nhỏ. Nhưng người khôn của khó, việc làm ăn chẳng mấy khấm khá. Tôi thấy vợ chồng ta vất vả quá mà vẫn mãi đói nghèo. Mua bán đều chi ly từng chút một, không lãi lời được một hoa một lạng. Chẳng lẽ cứ thế này mãi sao? Mình nói đúng, chúng ta phải tính kế thôi. Đấy, mình liệu mà tính. Có hai vợ chồng còn thế này, thêm con cái nữa thì có mà miệng ăn núi lở. Bao gạo nặng như thế này, tôi ước cũng phải được gần 30 kg. Sao? Đây, cân chỉ rõ có 19 kg. Chứ tôi đâu có nghĩ ra, anh có bán thì bán. Mong chị thương tình xem lại cho. Thật sự tôi đang rất cần tiền để mua thang thuốc cho con tôi. Cháu sốt cao quá. Này anh, số cân đã rõ ràng như vậy, anh nói cứ như thể chúng tôi cân điêu cho anh không bằng. Có mấy cái cân gạo lẻ. Thôi mời anh đi cho, mới sáng ngày ra. Chị lấy giúp tôi đi ạ. 19 cân 35 cân thừa lạng. Cái cân thủy ngân này đúng là cứu tinh cho vợ chồng ta. Nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình lại nhanh trí hơn người chế ra cái cân kỳ diệu cán rỗng đổ thủy ngân. Hai đầu bịch đồng, ma không hay, quỷ không biết này. Cứ như vậy, từ ngày chế ra cái cân thủy ngân, hễ khi cân hàng bán, vợ chồng dần dốc cán về đằng mốc. Còn khi cân hàng mua của ai thì dốc cán cân về đằng quả. Một cái cân vừa nặng vừa nhẹ được, bao giờ phần lợi cũng về mình. Nhờ buôn bán mánh khóe, không bao lâu vợ chồng dần trở nên giàu có. Họ sinh được hai cậu con trai khôi ngô, từ nhỏ đã ham học. Thiên hạ ai nấy đều khen là nhà có đại hồng phúc. Mình ơi, tôi tính thế này, mình muốn nói đến cái cân thủy ngân sao? Nhà mình bây giờ cũng đã khấm khá, lại được hai đứa con kháo khỉnh thông minh. Mình phải đem phá bỏ cái cân điên đảo này để dành đức lại cho các con. Mình nghĩ thế phải lắm. Vợ chồng mình đã từng dùng cái cân này lừa dối người khác bao nhiêu năm nay. Nay tôi tính chúng ta cần phải làm một lễ sám hối. Trên thì cúng Phật, dưới cáo cùng tổ tiên, rồi đem phá cái cân. Vâng, tôi sẽ chuẩn bị cúng lễ thật tươm tất. Từ nay vợ chồng mình sẽ tu nhân tích đức để chuộc lại những sai lầm trong quá khứ, tránh điều dữ, làm điều lành. Tôi hiểu rồi. Vợ chồng cô Út ấy thế mà biết nghĩ trước nghĩ sau. Làm ăn khấm khá là hết lòng giúp đỡ hàng xóm, chia ngọt xẻ bùi. Ba mẹ ơi, cô chú Dần cho nhà mình gạo rồi, tối nay nhà mình không phải ăn khoai độn nữa. Anh chị ấy quả phúc đức quá. Vợ chồng Dần những tưởng từ đó cuộc sống sẽ thanh thản, bình an. Nhưng 2 tháng sau, cả hai cậu con trai họ bỗng trúng cảm nặng đột ngột rồi qua đời. Hai vợ chồng kêu gào khóc lóc thảm thiết. Ông trời đúng là không có mắt, sao lại cướp đi các con của tôi? Sao không để chúng tôi chết quách đi? Hai vợ chồng nghĩ rằng
mình có bụng, cải ác vi thiện và trời đất không chứng quả. Rồi họ rầu rĩ khổ sở, chìm trong đau khổ, vằn vặt, không buồn động đến việc gì nữa. Gia sản xây dựng bấy lâu chẳng mấy mà khánh kiệt. Vợ chồng hai người hãy nên lo toan làm ăn tu tỉnh lại, chớ vội trách nhà trời không có mắt. Nếu các vị thánh thần, nếu trời đất có chứng giám cho chúng tôi, thì sao lại nỡ trừng phạt chúng tôi như vậy? Mất đi hai đứa con, chúng tôi như mất nửa phần đời còn lại, sống cũng không bằng chết. Vợ con nói đúng, xin ông hãy cho chúng con chết đi. Hai người nghe ta nói đây, trưa kia hai người buôn bán lừa lọc, trời đã sai hai con quỷ xuống đầu thai, phá tan cho hết gia sản của hai người gây dựng. May mà hai người sớm biết hối hận, cải tà quy chính, tránh dữ làm lành, trời mới sai bắt hai con quỷ ấy về. Đừng thương tiếc chúng làm chi nữa, hai người cứ ăn ở ngay lành, rồi phúc lành sẽ đến. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu mình ạ. Vợ chồng hai bác ấy ăn ở có tình lắm, lúc nào cân hàng cũng cân dư cho chúng ta, nhận phần thiệt về mình. Mong cho họ buôn may bán đắt. Từ đó, hai vợ chồng luôn chăm chỉ lao động, tâm niệm làm nhiều phúc đức. Quả nhiên về sau, họ lại sinh ra được những đứa con hiếu thảo, trọng nhân nghĩa. Cả gia đình cùng sống thanh thản, an bình. Sự tích sông nhà bè. Ngày xưa, ở gia đình có một người tên là Thủ Hoằng. Hắn xuất thân làm quan lại. Trong hơn 20 năm lụt lọt trong các nhà, các ti, hắn đã làm cho bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người bị oan uổng. Do đó hắn đã vơ vét được bao nhiêu là tiền của. Vợ hắn chết sớm lại không có con, cho nên tiền bạc của hắn không biết tiêu vào đâu cho hết. Có lẽ đến lúc ta không cần phải đi làm nữa rồi. Mình ơi, ước gì mình còn sống để tận hưởng những tháng ngày này cùng ta. Một hôm, có người mách cho Thủ Hoằng biết ở chợ Bạch Ma, Quảng Yên là chỗ người sống và người chết có thể gặp nhau vào nửa đêm ngày 1 tháng 6 hàng năm. Thủ Hoằng rất yêu vợ. Dù vợ hắn đã chết 10 năm, nhưng hắn không lúc nào quên. Hắn quyết lên đường xa để gặp vợ một lần. Mình ơi, mình có nghe thấy tôi gọi không? Tôi đến thăm mình đây. Mình ơi, có phải mình không? Tôi nhớ mình biết không? Là mình thật rồi, cuối cùng cũng đã gặp được mình. Sao mình lại đến được đây? Bấy lâu nay mình sống ra sao? Tôi làm chút việc cho Diêm Vương. Ở trong đó tôi sống thanh thản, không thiếu thốn gì đâu, mình yên tâm. Tôi nhớ mình quá, tôi muốn theo mình xuống đó ít lâu, có được không? Được mình ạ, nhưng chỉ đi được một vòng vài ngày là cùng. Nếu quá hạn sẽ nguy hiểm. Chả mấy chốc, Thủ Hoằng và vợ đã đến cõi âm. Hắn rùng mình khi lọt qua bao nhiêu cổng trước lúc vào thành nội. Qua những tên quỷ gác cổng, có những bộ mặt gớm ghiếc. Nhờ có vợ nên chỗ nào cũng vào được trót lọt. Có giấy phép này, mình cứ thoải mái đi thăm thú xung quanh đây. Duy chỉ có con đường màu đỏ này là mình không được đi vào. Đó là nơi ở của Diêm Vương, nhớ nhé. Sau khi đi tham quan các phòng, Thủ Hoằng vào một cái kho rất đặc biệt ở cuối cùng. Trong kho la liệt những chiếc gông. Trong đó có một cái gông đặc biệt. Nó vừa to vừa dài, làm bằng những thanh gỗ nặng như sắt. Người anh em, cho tôi hỏi, thứ gông này dùng để làm gì? Để chờ những thằng ác nghiệt ở trần xuống đây. Bao nhiêu những cái gông trong này đều đã có chủ cả. Cứ xem gông to hay nhỏ thì biết tội ác của nó. Thế cái thằng sẽ đeo cái gông to và dài nhất kia là ai? Hắn là Phó Thủ Hoằng. Thằng cha đó ở Đại Nam Quốc, Gia Định Tỉnh, Phúc Chính Quyện. Chờ đến ngày hắn chết, hắn sẽ phải đeo cái gông đó. Hả? Vậy sao? Vậy à, hắn có tội gì mà phải đeo cái gông nặng đến thế? Khi làm thơ lại, hắn bẻ mặt ra trái, làm bao nhiêu việc oan khóc, đến nỗi tội của hắn đen kín cả mấy trang giấy đây. Này, nghe tôi đọc này. Năm Ất Sửu, hắn sửa hai chữ ngộ sát thành cố sát, làm cho hai mẹ con thị nhân bị chết, để cho người anh họ chiếm đoạt gia tài. Việc này Thủ Hoằng được 10 nén vàng và 10 nén bạc, 100 quan tiền. Thủ Hoằng tái mặt,
Không ngờ mỗi một cái cất tay động chân của mình trên kia, dưới này đều rõ mồn một. Thế vợ hắn cũng cùng đeo gông không hả ông? Ồ, ai làm người ấy chịu chứ? Vợ hắn nghe đâu là người tốt đã xuống đây rồi. Ví thử như hắn muốn hối cải thì phải làm thế nào? Đã vay thì phải trả. Nếu hắn muốn thì phải đem những thứ của cải cướp giật được đó bố thí và cúng lễ cho hết đi. Thủ hoàng không còn bụng dạ nào để đi xem nơi khác nữa. Vợ thấy chồng đòi về, lại đưa chồng ra khỏi hoàng cung của Diêm Vương và ra khỏi mấy dặm đường tối tăm mù mịt. Tôi về trang trải công nợ, có lẽ 3 năm nữa tôi lại xuống. Mình nhớ lên chợ đón nghe. Đừng chen lấn xô đẩy, ai cũng có phần. Ta sẽ cho các ngươi mỗi người một ít thóc gạo và một ít tiền. Sao đột nhiên lão này thay đổi lạ thế? Kể từ sau khi ở âm phủ về, Thủ Hoàng quyết tâm thay đổi. Hắn giúp đỡ tất cả những người nghèo. Chà, cái gông mang tên mình đã nhỏ lại rất nhiều rồi. Hình này người anh em, cái gông để ở nơi này tôi nhớ hình như to lắm thì phải. Đúng đấy, có lẽ gần đây ở trên dương thế, thằng cha ấy đã biết chuộc lỗi nên nó đã nhỏ lại. Vậy thì mình sẽ phải tích đức nhiều hơn nữa. Về gia đình, Thủ Hoàng lại làm tiếp công việc bố thí và cúng dường. Lần này hắn bán hết tất cả những gì còn sót lại, kể cả nhà của mình. Hắn đến Biên Hòa xây dựng một ngôi chùa lớn để cúng Phật. Chà, ông ấy quả là một người có tâm. Tấm lòng của ông ấy đã lan truyền khắp gần xa. Chưa bao giờ làng ta lại có một ngôi chùa lớn thế này. Sao rồi mình sẽ làm gì nữa nhỉ? À phải rồi, ngã ba sông Đồng Nai và sông Gia Định, việc đi lại bất tiện quá. Mình nên làm gì nhỉ? À đúng rồi, mình sẽ kết một cái bè lớn để giúp đỡ những người qua lại. Chà, mấy lâu nay làm được nhiều việc thiện, hết sạch cả tiền rồi đây. Không sao, tự tay ta sẽ kết chiếc bè này. Dù vất vả thế nào ta cũng vẫn sẽ làm. Thủ Hoàng kết một cái bè lớn, trên bè có nhà ở, có đủ chỗ nghỉ, có sẵn nồi niêu, đồ dùng và tiền gạo. Những thứ ấy hắn dùng để tiếp rước những người qua lại, nhất là những người nghèo khó. Hắn cho họ trú ngụ tại bè của mình kể 5-3 ngày, người 1-2 tháng mà không lấy tiền. Hắn làm công việc đó mãi cho đến ngày xuống âm phủ thật sự. Ông Thủ Hoàng đã làm một việc thật ý nghĩa. Nhờ con ấy mà giờ việc đi lại của bà con thuận tiện hơn bao nhiêu. Nhờ biết ăn năn và tạo nhiều phúc đức, chiếc gông lớn mà lẽ ra Thủ Hoàng phải đeo sau khi chết đã tan biến. Ngày nay, một ngôi chùa ở Biên Hòa còn mang tên là chùa Thủ Hoàng. Chỗ ngã ba sông Đồng Nai và Gia Định còn gọi là sông Nhà Bè. Mỗi lần đi qua nơi ấy, mọi người lại thầm cảm ơn lòng tốt của Thủ Hoàng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!